vào anyflip.com nhé. Anyflip.com thì Huy đã đăng nhập rồi, cái này cũng miễn phí. Đấy, xong mình nhấn vào quick upload này, cái đăng nhập rất là dễ. Đây này. Đấy, đăng nhập có thể dùng Google này, rất là dễ thôi. Đấy, Huy đã đăng nhập vào rồi, cái này thì không khó, anh chị em tạo cái tài khoản Anyflip này. Đấy, nó cũng miễn phí nhé. Đấy, Huy có mấy cái cuốn sách mình đưa lên đây rồi đây này. Đó, sau đó mình nhấn vào quick upload này. Đấy nhá. Đó. Add new book này thì mình upload PDF này. Chọn PDF ở đây này, nó tự động hiện ra cái chữ ở đây này. Đúng không ạ? Cái keyword của mình đó là gì ạ? Học tập này. Đấy, làm việc này. Đấy, 4.0 này. Đấy, ví dụ thế, cảm hứng này. Đấy, kỹ năng này. Ví dụ thế, catalog thì mình để catalog là education này. Đấy chưa ạ? Allow read to download PDF label này. Allow reader này, có cho phép mọi người download hay không này. Ví dụ như mình không cho phép chẳng hạn, mình chỉ cho đọc thôi, không cho download này. Mình nhấn vào đây này, đúng chưa ạ? Mình có thể có những cái template này. Đấy, hoặc là những cái này, ví dụ như là mình để là đấy. Cái template là cái nền này, cái nền cuốn sách này. Đó, advanced này, màu sắc các thứ này. Đấy, bookmark này. Đấy, cái này không quan trọng lắm, mình nhấn save and close này. Thế là mình xong cuốn sách, xuất bản xong cuốn sách mà có thể là gì ạ? Lật dở luôn anh chị em nhé. Đấy, cuốn sách này anh chị em dở như sách giấy luôn nhé. Đấy, dở như sách giấy luôn này. Đấy, được không? Đấy. Đấy. Được không ạ? Được không ạ? Ok, không được không anh chị em? Trông như thật luôn.